Tại sao Mike Tyson lại ăn chay sau khi cắn tay Holyfield? Mike Tyson từng được biết đến với danh xưng người đàn ông đáng sợ nhất hành tinh, nhưng chế độ ăn chay trường hiện tại đã thể hiện một lối sống tích cực của huyền thoại quyền Anh này. Sẽ không quá khi nói rằng Mike Tyson là một trong những tay đấm hung tợn nhất mọi thời đại. Kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp, Mike Tyson đã giành 37 chiến thắng liên tiếp và gần như một nửa trong số đó là chiến thắng bằng knockout ngay ở hiệp đầu tiên. Trong số 50 chiến thắng của mình, Mike Tyson cũng có đến 44 chiến thắng bằng KO. Tyson hiện tại vẫn đang nắm giữ kỷ lục là võ sĩ trẻ nhất giành được danh hiệu vô địch hạng nặng khi chỉ mới 20 tuổi. Trong lần chạm trán thứ hai với Evander Holyfield vào năm 1996, sau khi đã để thua trước đó, trận tái đấu đã đi vào lịch sử khi Tyson bị xử thua vì cắn vào tai của Holyfield, một cú cắn đủ nghiêm trọng đến mức đã để lại một phần tai của Holyfield trên sàn đấu. Sau cú cắn tai đi vào lịch sử là một trong những vụ bê bối nhất lịch sử thể thao thế giới, Mike Tyson liên tiếp dính vào hàng loạt các rắc rối bên ngoài sàn đấu, bao gồm cả vụ hiếp dâm và các vấn đề liên quan đến ma túy. Nhưng thật bất ngờ, kể từ khi nghỉ hưu, huyền thoại người Mỹ dường như đã bình tâm. Ông chọn một cuộc sống yên bình bên người vợ thứ ba là Laika Spicer, cùng với hai người con Milan và Morocco, đồng thời phát triển trang trại cần sa của mình. Bên cạnh đó, người đàn ông đáng sợ nhất hành tinh cũng chuyển sang ăn chay trường. Tyson đã hoàn toàn nói không với thịt và các sản phẩm từ sữa từ năm 2010 là do việc sử dụng quá nhiều ma túy và cocaine trong quá khứ đã khiến ông bị khó thở, cao huyết áp và viêm khớp, nên việc ăn chay sẽ giúp ông giảm huyết áp, tăng cường sức khỏe và tuổi thọ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên trang QC Sports, Mike Tyson đã nói về chế độ ăn uống của mình: "Tôi không ăn bất cứ con vật nào được tạo ra bằng hình thức giao hợp, có nghĩa là hiện tại tôi chỉ ăn rau và thực vật.